Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 65. Chuyện nổi bất mãn. Tiền thân Anarirati. Khác gì xa lộ, các dòng sông. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Diên, cũng về một nam cư sĩ như chuyện trước. Người này trong lúc tìm hiểu đã biết chắc chắn về sự hư hỏng của vợ mình, liền cãi giả với nàng. Kết quả là người ấy bực bội đến độ 7-8 ngày liền không đến yết kiến bậc đạo sư. Một ngày kia, chàng đến tinh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống. Khi được hỏi tại sao chàng vắng mặt 7-8 ngày qua, chàng đáp: Bạch Đức Thế Tôn, vợ con quá hư hỏng, khiến con phiền lòng về việc ấy, đến độ không đến đây được. Bậc đạo sư bảo: Này cư sĩ, ngày xưa, người hiền thiện đã khuyên ông đừng buồn giận vì thói hư tật xấu của đàn bà, mà phải giữ lòng bình thản. Tuy vậy, ông đã quên chuyện này vì dòng luân hồi sinh tử đã che mắt ông. Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát là một vị giáo sư tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi, như trong chuyện trước. Một đệ tử của ngài biết được vợ mình hư hỏng, lấy làm phiền muộn về điều khám phá trên, đến độ lánh mặt đi vài ngày. Nhưng một ngày kia, được vị giáo sư hỏi thăm lý do vắng mặt của chàng, chàng liền thổ lộ tâm sự của mình. Sau đó, vị giáo sư bảo: Này con, chẳng có gì riêng tư trong bọn đàn bà cả, họ là của chung cho mọi người đấy. Vì vậy, khi người trí biết được nhược điểm của họ, các vị ấy không tức giận vì họ nữa. Nói vậy xong, ngài ngâm kệ này để khích lệ tinh thần đệ tử. Khác gì xa lộ, các dòng sông, nhà trọ, sân vườn, các quán ăn, tửu điếm mở ra mời tất cả, thập phương lữ khách thói ân cần. Thường tình như nữ là như thế, người trí không hề tỏ hận sân. Hạ cố bận lòng vì nhược điểm của loài liễu yếu bọn hồng quật. Đó là lời khuyến giáo của Bồ Tát đối với đệ tử ngài. Từ đó về sau, vị này giữ bình thản trước mọi việc làm của nữ giới. Còn người vợ kia cũng được cảm hóa ngay, khi nghe vị giáo sư đã biết rõ bản chất của mình, nên nàng từ bỏ thói hư tật xấu cũ. Và người vợ của người cư sĩ ấy cũng vậy. Khi nghe rằng bậc đạo sư đã hiểu rõ bản chất của mình, liền từ bỏ thói hư tật xấu cũ. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Và vào đoạn kết thúc bài giảng, vị cư sĩ đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư cũng nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Hai vợ chồng ngày nay cũng là hai vợ chồng ngày xưa, và ta chính là vị giáo sư Bà La Môn ấy. Ha ha ha, 问什么的说呵。